Mọi người ơi, cái gân của nó nè, ăn nó sụn sụn mọi người. Wow, cái này nó móc cái quần hoài luôn á. Đây mọi người nhìn cái người của Na khá là đẹp. Rất nhìn cái chân nè. Rất là đẹp và thơm. Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Na Na Liêu nha. Hôm nay thì Na đang quay một cái MV cover, đó chính là Cố Nhân Tình. Thì hiện tại Na đang ở một cái hồ sen rất là thơm. Thơm lắm mọi người ạ. À, mọi người không tin là mọi người hửi qua màn hình thì mọi người thấy rất là thơm. Mọi người Na đang rất là dơ và nhiều thương tích, chảy máu rất là nhiều luôn. Bây giờ thì theo như cái lịch quay của Na hôm nay là sẽ quay thêm vlog đồ ăn nữa. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi mọi người ơi? Tụi mình sẽ chuyển qua chỗ khác để quay thêm cái cảnh ở cái xuồng nữa. Thì nếu mà chiều mà kịp giờ thì tụi mình sẽ đi bắt thêm cua đồng. Hoặc là nếu mà không có cua đồng thì tụi mình sẽ đi ra chợ mua cua biển về quay video cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì đi thôi. Ủa đúng cái địa chỉ này rồi mà. Sao không thấy ai ra rước gì ta? Để gọi cho Đình Nguyên. Nắng quá nắng quá. Không bắt máy gì ta? Alo đi nè. Alo anh ơi, em tới rồi nè. Ờ em tới nhanh vậy. Ờ anh đang đâu vậy? Đang đi bắt cá rồi. Ủa sao em nói là đợi em xuống rồi đi bắt luôn mà. Thôi bắt cá này ghê đó, bắt không có được đó. Cá gì, có cá có gì đâu ghê. Con kia em mới sợ chứ, con cá có gì đâu mà sợ. Con kia là con gì, cái hai con kia là con gì nha. Con gì em sợ là em sợ à. Nhưng mà anh ra chưa? Chị ơi, em đứng đợi anh tầm 30 phút đi. 30 phút? À, 30 phút đi, anh đang bắt cá rồi, con cá này ghê lắm. Ghê lắm hả? Em muốn coi quá à. Lẹ đi nha, em đứng không đợi, nhanh nhanh nha. Ok, bây giờ mọi người ơi, Na sẽ đợi Đình Nguyên ra rước Na. Nhưng mà chắc chắn là Nguyên đã đi siêu xe luôn á. Tại vì nghe Nguyên nói là Nguyên có xe rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đợi, trong 3 phút mình làm gì giờ ta? Cảnh đẹp như thế này mình phải chụp tấm hình đó Facebook mới được. Ủa, siêu xe của anh ấy hả? Trời ơi, ở đây rồi, chiếc này gọi là siêu xe rồi đó em. Em nãy em nghe siêu xe em tưởng luôn xe to lắm. Xe này là hơi bị đỉnh ở dưới đây rồi đó. Nhà giờ anh em ngồi đâu? Xe này thôi chứ, chạy xe nào ở trên á. Giờ ngồi đâu? Ngồi hả? Ngồi ở đây đi. Được, để thử. Rồi sao chạy? Trời ơi, có rồi bỏ chân đâu. Rồi bỏ chân đâu giờ? Để em nghĩ là bây giờ mình dắt bộ nó sẽ tình cảm hơn anh. Giờ mình dắt bộ đi cho lẹ. Nhà anh gần đây không? Cái xe mượn của người ta để chạy xe ta. Nhà anh đây nè. Đi. Nắng lắm luôn á. Đây là nắng vậy đó, quê mà. Nhà anh hiện giờ có ở nhà? Nhà anh hiện giờ ở đây có ba với mẹ với ngoại. Vâng, nhà có dễ không? Em sợ khó. Ba ủa nhớ em có lần xin ba rồi nói. Ông Thanh Bắc. Ông Thanh Bắc. Ủa là cái hẻm này là gần đến chưa anh? Đó, nhà đó. Nhà không có mấy đứa nhỏ đứng hết. Hello em. Hello. Ủa mọi người biết nhà hả? Nhà đây nhà ngoại nè, nhà ba. Ba. Ô, ba kìa. Ba. Dạ ba. Mẹ rồi ba. Đây bây giờ thì Na đã vô nhà của Nguyên rồi, đây là ba của Nguyên. Chồng nó rất mọi người. Vô nhà ngồi nghỉ đi con. Dạ.
Ở trên mới gì về tới hả? Dạ con mới về, giờ bữa giờ ba đi có xô, dịch này có xô. Ở nhà không nằm riết quên tuồng hết rồi. Nhất bay thiên địa. Cũng vậy đầu xong trời trời. Ba ba, ông nội gái gì kỳ vậy? Nội mày lại kiểu dân tộc giao chỉ đó con ơi. Còn ba dân tộc gì? Tao không hiểu tao lai dân tộc nào đó. Lai phải bò chứ nè. Không ai mướn chứ nhớ ở không quên tuần đó. Kiểu á, đây là những nhân hài Thanh Bắc á, thì Na cũng từng tham gia với lại ba rồi. Thì mọi người cũng biết thì cái video Na sẽ để lên đây. Hôm nay thì Na xuống nhà Đình Nguyên, thì đây là ba của Đình Nguyên. Thì hôm nay thì ba ở giống mình là đặc sản là gì vậy ta? Ôi ở đây thiếu cha gì, cái gì cũng có hết. Dạ. Khóm, mía, xoài. Đã quá vậy. Bây giờ mình có chỗ nào đi ra ăn không? Ăn phải không? Dạ. Ăn giờ nắng quá sao đi ăn, thôi giờ ở nhà đi, có làm cái khác ăn được không? Dạ cái gì vậy? Giờ làm cá, cá Nguyên mới bắt về đó. À đúng rồi, hồi nãy nói đi bắt cá mà. Ừ. Cá gì vậy ta? Cá này đẹp lắm. Nghe tên là quái à. Cá gì? Cá sấu á. Giỡn ai, cá sấu là nhà mình tự ăn luôn á, con không biết ăn. Thiệt, cá sấu thiệt chứ bộ. Thiệt luôn hả? Tin à? Thì mà anh bắt tin Nguyên dẫn sao bắt được? Xuống dưới cho nó coi đi. Dạ, có vỏ mà em dẫn. Lấy cá lên cho em. Dẫn cho nó coi cá đi. Ê, xuống đây, chỗ này chắc được rồi. Em đi xem giới. Thiệt luôn hả trời? Trời, ai dám ăn vậy? Đây. Khoa, thiệt luôn hả? Trời. Trời ơi, cái này anh đánh luôn hả? Ghê quá hả? Đi ăn hai con, nó chơi chứ. Cầm lên cho. Cầm lên cho mọi người xem. Anh bắt được cái con này. Trời ơi, cá sấu thiệt mọi người. Mua. Cái đầu nó nè. Là mua hả? À cái này anh mới đi mua. Mua vậy sao? Ra nước em lâu vậy? Tại ừ, cái đầu nó nè. Cũng, mình cũng nghe có lên được clip á, mình bắt cóc xương xương. Giống như đâu em cóc ghê. Trời ơi, cái tay nó đúng to luôn á. Sợ thấy chưa? Sợ không? Sợ lắm luôn á, nhưng mà ba nói thiệt mà. Cái này làm gì ngon? Là luộc chấm mắm. Luộc sao luộc chấm mắm được? Con thấy là sao là nướng mà ta? Chứ cái này mình nướng với ớt đi, nướng ớt ngon hả? Không. Nhưng mà giờ mình quay ở nhà. Bây giờ làm vậy đi ha. Giờ xong xưa cho mình đi ra ngoài ở nhà của ba đằng với sau đó có cái máy xông rất là đẹp. Ê được, quay máy xông. Nhà mình có cây cối thoáng mát lắm. Ra ngoài đi quay cho nó đẹp. Đúng rồi đó, vậy thôi bây giờ mình đem cái này mình đi chợ xong mình mua mấy cái nguyên liệu về. Nhà có nguyên liệu chưa? Chưa. Đi sẵn đi chợ luôn. Nhà mình còn chợ không ba? Đây nè, con qua cầu có chợ rồi. Giờ ai đi ta? Quay đi quẹo lại chưa được. Để em nhanh đi à. Ok mọi người, bây giờ thì Na và Đình Nguyên sẽ đi chợ mua hết tất cả nguyên liệu và ra máy xong. Mời mọi người cùng xem hết video ngày hôm nay nha. Let's go. Vô đi. Mọi người ơi, thì bây giờ Na và Đình Nguyên á đã thay đồ ra xong rồi để hai đứa đi chợ cho thoải mái. Kiểu như mình về quê mà thay quần áo rồi ra cho thoải mái một tí. Thì bộ đồ này là đồ Na đem theo chứ mà là đồ của Đình Nguyên nha mọi người. Không đâu nha, ở đây mượn đồ của Nguyên không? Đồ mượn, đồ Nguyên bé hàng xóm á. Lại đi Nguyên ơi. Bé hàng xóm có chút xíu rồi, em cho đem. Có chút xíu rồi sao bận giờ? Thì có chút xíu thì sao bận giờ? Em chưa chắc à. Đây còn đôi dép. Dép này của đôi mẹ. Dép của mẹ Đình Nguyên tại chợ. Còn bây giờ thì kiểu ở đây thì nó thấy cũng có mấy cây ớt nè. Không, đâu. Tại áo á mọi người. Tại áo. Thì kiểu cái này thì cái cũng không quên nhắc tới cái sản phẩm đó chính là sản phẩm giảm cân nha. Thì giảm cân này mua bên chị Đặng Nhi là nửa liệu trình giảm từ 3 đến 4 kg, một liệu trình giảm từ 7 đến 8 kg nha mọi người ơi. Còn Nguyên sẽ đi coi lưỡi nha mọi người. Còn viên uống trắng da từ sau bên trong. Nám sạch da thì mọi người cứ inbox cho Facebook là Đặng Nhi luôn, nó sẽ ở phần mô tả. Cái viên trắng da này thì mọi người uống một bạn một viên. Viên uống dưỡng tóc các bạn bị khô sơ hay chỉ ngọn thì cũng uống nha mọi người. Thì một hai viên sẽ làm cho tóc các bạn rất là mượt luôn. Và mua hàng inbox cho Facebook ở phần mô tả. Bây giờ thì nó sẽ đi chợ thôi, let's go. Mọi người hiện tại thì nó đang ở mé sông nhà của Đình Nguyên. Thì lên lịch là tính là sẽ quay ở mé sông và nướng ở mé sông luôn. Nhưng mà bây giờ mưa rất là to và trời chuyển mưa rồi. Bây giờ mưa rất là to và trời chuyển mưa
rồi. Bây giờ Na chắc chắn là Na sẽ chuyển vào nhà thôi. Còn bây giờ thì ở ngoài đây cảnh rất là đẹp nhưng mà không có quay được, rất là tiếc luôn. 500 anh em ơi, vô đây nè. Thì đây là mọi người ở xóm này rất là vui mà ai cũng biết Na hết. Mọi người cho Na hỏi là dạ không, không có đau bụng. Mọi người cho Na hỏi là Na người có dễ thương không? Xíu rủ đi nhậu. Ok, còn bây giờ thì Na sẽ đi về lại nhà Đình Nguyên để quay con cá sấu nha. Let's go. Đi thôi. Này, nó sẽ đổ tương vào nha. Thế à? Thất cái đó chắc nghĩ ăn. Con sẽ làm siêu cay. Con sẽ làm siêu cay. Con sẽ đổ sa tế nữa. Con sẽ làm sa tế vào nha. Còn bột ớt nữa chứ. Còn bột ớt nữa. Quay đổ sa tế vào nha mọi người. Mọi người ăn cay được không ta? Ba với mẹ ăn cay được không? Ba ăn được, mẹ ăn được. Thì chắc cắt cái khúc thịt cho mẹ ăn. Lo gì? Còn con nữa. Hai con. Còn một con nữa. Hai con rồi. Kỹ quá, mình tính kỹ quá lố rồi. Đó, nên sẽ bỏ sa tế vào. Cái đây là hết luôn. Mưa. Wow. Mưa xuống rồi mọi người ơi. Cầu bình nữa nè ba. Này là hết ăn luôn rồi đó. Đây. Ít cho nó có màu thôi. Ít thôi nha mọi người. Ít xịt. Rồi tỏi như đó được rồi anh. Bây giờ Nguyên đang đâm tỏi và ớt và bỏ vào nha. Bây giờ Đình Nguyên sẽ cắt nó ra từng khúc để cho nó nhanh chín hơn nha. Mọi người ơi, bây giờ thì cá sấu của Na đã chín rồi. Bây giờ Na sẽ trang trí lên cái lá chuối này và mời mọi người cùng thức chung với Na nha. Ta bỏ lên đi ba. Đây. À, cái này là cái đuôi nha mọi người. Cái mình nè. Bây giờ mình sẽ để dài luôn ba, để dài luôn. Dạ. Đây hai chén muối chấm của Na đây, muối ớt siêu cay nha mọi người. Nó sẽ để đây ha. À, mày cũng siêu cay. Wow. Cái nào cũng siêu cay hết á. Wow, chân đâu nhỉ? Chân nó nám đen. Từ cái con cá sấu mà từ lúc mà nó màu đỏ trắng, xong rồi tới màu đỏ tươi, xong giờ màu đen luôn. Rồi bây giờ bỏ salad xung quanh để cho ai ăn nè. Đây nó sẽ để salad cái bên để ăn kèm nha mọi người. Và rồi đứt thun nữa rồi, tóc nãy giờ cứ đứt thun hoài luôn á. Đây là ở quê nhà. Đây hôm nay thì Na quay kiểu dạng quê nhà mộc mạc cho nên là ta cảm thấy rất là thích luôn. Thì mọi người có cảm thấy khó chịu cái gì thì thông cảm nha. Cái gì? Chậm chứ không chậm quá nha. Na quay mọi người nó cứ nói là xạo quá xạo quá. Sao anh Thu giờ tin em quá vậy? Anh lúc nào cũng nghĩ em xạo quá vậy? Thương. Còn có cái già. Em phải nói một lời cái lấy công bằng lại cho anh đi. Thì đó, còn không còn, có cái già thì... Còn gì để nói đúng không? Còn gì nữa đâu mà thương với sầu.
Mọi người ơi, thì bây giờ là Na và mọi người đã làm xong rồi. Thì bây giờ Na xin với Đình Nguyên sẽ ăn trước, và sau đó sẽ mời mọi người vào cùng ăn cùng với Na và Nguyên nha. Bây giờ thì anh sẽ ăn cái gì trước bây giờ? Đây là lần đầu tiên Na với Nguyên làm thử cái điều này luôn mọi người. Cái này đi. Mới tập ăn luôn á. Mới tập ăn. Mới tập ăn mà mập vậy. Hay xúc phạm gì. Đây anh ăn cái này thử đi. Chín rồi nè. Nè mọi người thấy chín ở trong rồi nè, không ạ? Đây là chén muối ớt siêu cay đây. Anh ăn thử trong ngoài. Anh làm gì vậy? Anh cầm cái này để anh anh chừng cân sợ của anh lại không? Không có sao, ngon lắm. Cầm cắn luôn, đúng rồi. Thơm á, thơm dữ lắm luôn á. Nó sẽ lấy ủa còn một cái đây. Wow. Ngon, như thế nào? Dai không? Thơm là dai. Để Na rượu thử nha mọi người. Đây nha. Cay cay nữa. Vô nè. Vô. Mà chủ yếu là như cay nhiều lắm. Cay đúng không? Thế tại mình ăn ớt không được. Mà ngon. Em cắn trúng miếng này nó mỡ không à? Mỡ mới ngon á. Em không thích ăn mỡ. Nó thấy người mập hay thích ăn mỡ. Cái thịt nó dai dai sụt sụt mọi người. Thơm, rất là thơm luôn. Kiểu giống như ăn cái con cá lâu kiến mà nướng á. Cái cá lâu kiến không? Này giống ăn thịt gà. Ừ, thì cái vị dai thì nó giống như cái thịt gà, nhưng mà nó cảm thấy nó ngon nha mọi người. Ngon chứ nó không có sợ như mọi người nghĩ đâu. Cá sấu là nhà mình tự ăn luôn á, con không biết ăn. Wow. Thịt của nó mọi người xem. Còn ngon quá luôn á, nó nhờ. Ăn kèm quá là một miếng salad nữa. Ai lấy cái khăn giấy chấm miệng anh Nguyên tìm cho. Tại giờ em thả miếng vậy. Cay vậy. Cay lắm mà. Không. Em thấy đâu có cay vậy lắm đâu. Mà thịt ngon đã lắm mọi người ơi. Trời ơi, mọi người phải thử một lần đi, rất là đã luôn. Cái này mà nhậu cũng rất là ngon nha. Mà ăn chơi như thế này cũng rất là ngon. Thiếu bia anh vậy? Thiếu bia đúng không? Hai ba miếng bia nó hay á. Một miếng bia. Giống hôm bữa mà mình làm cái game miếng ngay bánh mì á. Giờ mình miếng ngay thùng bia là hay. Ok mọi người ơi, bây giờ thì Na sẽ mời mọi người vào review và ăn cùng Na nha. Bây giờ là ở ngoài nó rất là đông mọi người ạ. Em đếm tới 3, mọi người xuất hiện anh tin không? Đâu đi thử rồi. Anh tin hay không tin mới được chứ. Chắc không rồi. Không ạ. Ok bây giờ 1 2 3 2 Xin chào mọi người. Anh tin em chưa? Thì bây giờ mời mọi người, mời ba người mẹ, chị hai. Đây cái đùi. Đây nó sẽ xé ra cho mọi người ăn nha. Trời ơi cay lắm. Ăn thử nha. Mỗi đứa một khúc nha mọi người. Trời ơi dai quá nè. Đây bé này. Đây em nè, cho chị xé từ từ. Cái này bứt ra gì nè, thơm lắm. Wow, cái thịt. Thịt anh quay phim phải không? Thịt cá sấu nè mọi người. Anh quay phim tính thêm lại xíu. Anh xé chia ra cho mấy đứa em nhỏ. Thật là biết chơi. Ngon ba hả? Lần đầu tiên mới ăn con cá. Em chia giùm con anh đó. Ăn xong rồi. Cá này đẹp chưa? Nó ngủ chưa? Nó ngủ chưa? Cá đẹp chưa? Cá sấu nè. Đưa miếng em. Ngọc ăn không con? Đây em. Đây đưa cho em lớn nè, ở máu đen nè. Ok. Chắc rạt quá thì mọi người chấm muối ớt anh đưa cho mình. Đây, tại vì con cá sấu nó khá là to mọi người. Cho nên là Na sẽ xé ra cho mọi người ăn nha. Ủa sao miếng này còn miếng xương không vậy? Có miếng nào có thịt không? Cái này là chắc luôn. Bé bé áo đỏ chưa có mà anh đỡ rồi đó. Có rồi á. Có rồi á. Biết còn thiếu ai không? Anh quay phim. À, mời anh quay phim nha mọi người. Mời anh quay phim nha mọi người ơi. Chết rồi. Để hả không ra thử. Ai xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của bà Na Vlog. Đây à, anh quay phim xíu nữa ăn cái phần này nè. Trời ăn mà. Thì anh ngon quá nhỉ. Anh quay phim ăn một cái đuôi với một cái đầu là
Đây, phần này sẽ để cho anh Nguyễn Phi Mụ Na. Ít thịt quá không? Thôi được rồi, được rồi. Mà cái này ăn thưởng thức thôi nha. Đây là cái cẩu đầu đà của Bao Thanh Thiên. Cẩu đầu chạm của Bao Thanh Thiên khai cao. Chị Hai nè, thấy nó đăng tin, đăng cá sấu lên, chị Hai nó xuống luôn mọi người. Ngon không mọi người? Ngon không? Ngon. Ngon mọi người. Trời, ngon mà đến tin nè. Tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng nhập. Chín chưa? Dạ chín hết rồi, đâu có sống. Lúc đầu Na với ba nướng tưởng đâu là nó còn sống, nó còn đào á, cuối cùng là giờ nó chín hết rồi. Thịt khá là ngon luôn, nó thơm lắm. Thơm là dai. Ông ngoại ơi, ăn với con nè ông ngoại. Dạ. Ông ngoại. Đang muốn dưa leo. Ông ngoại là ăn con cá đẹp. Mấy cái nè. Thấy ấy xé ra cho trống. Ăn ai hả? Để cái nè mấy cái này. Dính không ăn xé lại đó trời. Đây. Cái này dính rồi nè. Ai ăn hết rồi nói chuyện nha. Hết rồi hả? Im re vậy em. Ai hết rồi nói chuyện là béo đỏ rồi. Ăn hết đi em, ăn hết là hết ăn à. Em. À, nữa. Wow, ê quá vậy vui anh nha. Vui không? Mốt đừng về nữa nha. Tại mấy mình quậy quá mấy đứa nhỏ nó cũng sợ. Sao sao ăn không đính tin vậy? Ngon hay? Ngon. Nãy đang đi đám cưới một, thấy đăng tin chạy vô luôn hả? Một từ một xúc tích. Xúc tích là gì? Thì đó thì con nói một từ ngắn gọn xúc tích đó. À, ngon. Mới đang bị bật một chiêu mở hết luôn rồi hả? Mới nhắm mắt mở lên hết luôn mọi người. Đây mọi người xem. Mới có hiệp bảo không còn xương không. Con cá to lắm mọi người. Ờ, con cá này mua bao nhiêu anh vậy? Cá mua 700 ngàn hả? À. Không, hai con 700. Hai con 700 mọi người, đúng không? 700 ngàn đúng không? Mới có hiệp 1 mà nó đã hết rồi. Con này là con này 4. Cái này Na sẽ để dành cho anh quay phim của Na nha mọi người. Đây. Bên lại. 4 cái mấy là tầm khoảng 300 ngàn. Đây em xé cái cục này ra cho. Ba ăn nữa không ba? Trời, vậy đủ rồi. Ba ăn nữa không? Giảm rồi. Hết rồi. Đây bé này. Mở luôn nè. Ngon không em? Xuất sắc không? Lần đầu tiên ăn không? Lần đầu tiên ăn đúng không? Chị cũng vậy á. Quay gần chị Hai nào. Hai review nào. Sao cảm giác như thế nào? Quay để chấm cây. Lần đầu tiên Hai ăn luôn đúng không? Cay quá. Ngon nè. Ngon. Mà cay. Cay à? Con thấy cũng đâu có cay lắm đâu. Lúc đầu mình đổ lên. Đây không ai biết ăn cay á. Ủa vậy hả? Vì ớt mà chị Hai ăn cay được. Ớt cay không, cái này phải cay nó mới tanh, nó mới ngon. Ngon quá. Cay mặn mặn đó rồi, vị chua của chanh hòa bị lại với nhau. Chị cho vô leo em dai dai thôi. Phim thấy tội quá à. Tạo nên một vị khác. Họ so lên mic không nghe. Có mẹ đem mic nữa không anh? Đem mic mà mẹ cho vô leo mà tự nhiên nó đắng rồi. Mọi người đừng có coi 12 giờ đêm nha. Cơ mà chảy hết nước miếng luôn, không còn cái gì đâu. Ừ đúng rồi, 12 giờ đêm nhà không còn gì đang đâu. Còn đợi mưa xuống đất mềm ra cạp đất ăn. Nghiêm cấm còn 12 giờ đêm. Tại dịch á, đâu có đi làm kiếm tiền được. Mới mưa xuống sàn. Ui, không còn. Hôm nay mưa mọi người ơi, nếu không là cả nhà mình sẽ ra ngoài xuống sông quay rồi. Ấy, kế bên sông quay. Ba sông. Có đường lại miếng không? Có, chết rồi, hai miếng đây nè. Ngoài ăn thử cho biết coi chứ. Nè con lấy miếng này cho ngoại ăn thử nè. Ờ cứ rồi lấy rồi. Anh quay phim cầm đây cho lịch sự nè. Ba cầm cho anh quay phim đi. Đó giúp để phần ra liền. Đúng rồi, ba cầm lấy đi. Anh đưa vô đây. Vô review đi. Thôi được rồi. Vô đây. Đây được hai mình thay vị trí cho anh quay phim, anh vô ảnh chơi cái bánh lái. Anh quay phim mình nãy giờ. Đây. Chùi nước miếng, chùi nước miếng cho anh quay phim. Chùi nước miếng đi. Chùi nước miếng ảnh coi. Thôi má vô vậy. Rồi, đây chấm muối ớt nữa nè. Cho anh quay phim lúc nào cũng đi sau cùng rồi. Ăn cái đuôi không được ăn đầu nữa. Ba quay gần luôn, ba quay gần tới luôn. Không, anh quay phim nó không được ăn đầu á. Chứ cái đầu có cho anh quay phim mà. Sao, không gà. Đúng không? Cái vị dai và cái vị thơm khá là giống thịt gà nhưng mà có con cá cá lóc không ta? Không, thịt không. Thịt cá chuột kiến. Đúng rồi, không phải cá chuột kiến. Với một cá
cá chà mình gọi là giống cá mặt quỷ vậy. Cá mặt quỷ em chưa ăn. Đúng rồi, cá mặt quỷ. Cá mặt quỷ nó xấu, nó xấu đều nhau á. À, xấu đều nhau. Xấu, nó dai dai hơn cá mặt quỷ. Như cá mặt quỷ đẹp. Nè. Cặp cặp. Không, nhọn nhọn nè, bên giống. Đâu có, miệng em chề, em giống cá chê hơn. Này nó nhọn ra em cũng có hô. Ủa, chia sẻ đồ hạnh phúc gia đình quá ha. Ép dầu, ép mỡ ai nữa, ép ăn. Thôi chết rồi, ế đó. Thôi, thôi, ngại lắm thôi. Đây, là em hả? Đây, đây. Dạ, ăn đi em, cái thịt này ngon quá. Đứng vòng vòng xung quanh đó nè. Ăn đi. Giỡn á. Ở quê, ở quê, ở quê. Đang. Đình Nguyên nè, ăn cái này đây nè. Đình Nguyên ngon quá. Cái khúc này nó có nhiều mỡ lắm á. Kiểu cái này mình thưởng thức á mọi người ơi. Ba đang cầm máy nha mọi người, lỡ có gì đừng chửi anh quay phim nha. Cái mỡ của nó giòn giòn. Dạ. Kiểu cái mỡ này á mẹ, ai thích ăn thì thấy nó ngon. Nhưng không biết ăn thì nó hơi ngán ngán tí. Mẹ thân mỡ không? Này có cháo gì là xong cháo. Ủa cắn gì mà sồn sồn vậy? Cái gân nè. Ôi mọi người ơi, cái gân của nó nè, ăn nó sồn sồn mọi người. Sồn sồn là sồn sồn là cái gì? Ăn nó sồn sồn sao? Nó giòn giòn. Ăn nó sực sực hay là nó gì? Thử nghe nó thử nha mọi người. Nó sồn sồn. Sồn sồn như anh vậy á, anh đúng sồn luôn. Không gì. Thôi. Nó thật sồn. Nó sồn sồn. Em cắn thử miếng ơi, nó sồn sồn. Ừ, nó sồn sồn ra. Thơm ăn được không? Ăn thử cái này đi. Ủa sao mọi người ăn? Ăn xong mọi người nín thinh đi ra về không nấu tiếp. Ghê quá anh ha. Trời con nhìn ghê. Cái đầu đâu ăn được đâu. Nhìn ghê gì đâu á. Không. Ngon mà. Bỏng ghê. Bỏng ghê. Ra để mình mày ăn á. Nè nhìn ghê đó mọi người. Chưa. Sao rồi? Xong chưa về gì? Nói chung là Phương đang thưởng thức. Đủ không Phương? Không rồi, đủ rồi. Cho Phương chừng 30 giây thôi. Trời ơi, em nghĩ là hôm nay con cá mình ăn sẽ không hết. Nhưng mà cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Nhưng mà video hôm nay cảm thấy rất là vui mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video hôm ngày hôm nay. Và mọi người nhớ cho Nam một like, một subscribe, bình luận video cho Nam thấy nha. Cho mình xong vô ăn không cho khỏi nữa. Tập sau, tập sau. Nếu mà mọi người thích những cái video mà trải nghiệm như thế này thì mọi người có thể comment bên dưới và Na, Đình Nguyên và Phương và chị hai của Na sẽ và Xanh nữa sẽ cố gắng đi quay những cái video hay ho hơn cho mọi người xem nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. I love you. Bye bye. Mọi người không nàng mẹ chị đúng không? Chị mẹ vui ha. Tại hôm nay chị vui với mọi người. À nó là tốt. Ha ha ha. Đó quá xinh đẹp. Mọi người ơi, đây nó đăng ký tên nha mọi người. Trời ơi đó. Cái gì vậy trời? Trời, bà vẽ cái mặt của bà hả trời? Mọi người cái mặt na nè. Mọi người ơi, thì bây giờ trời đã rất rất là tối rồi mà tụi mình nó vẫn chưa quay được cái gì hết mọi người ơi, kiểu là giỡn không mà không có quay được hết, cho nên là chắc là hôm nay là coi như là không có một cái video nào đó hay ho cho mọi người xem, thì chắc là sẽ dời lịch vào ngày mai để quay cho mọi người xem. Quá bây giờ là bạn Nguyên ơi, bạn vào đây, bạn Nguyên ơi, cái quần bạn đâu rồi? Cái quần tà đó rồi. Cái quần hả? Nói chung là chân na lội nó rất là ngứa đây mọi người, nó đang săn giống quần lên nè. Mới thay quần rồi. Đây là quần tây mọi người, còn cái quần kia mới đẹp. Không, quần sao hôm nay trải nghiệm như thế nào? Hôm nay là cảm thấy không vui không? Hả? Vui thiệt là vui nhưng mà mệt quá. Mệt nhưng mà không quay được cái MV á, tức không? Thì tức thiệt, tại mình chỉ trong đầu mình á là đi bữa nay là mình sẽ quay được một cái MV với một cái vlog nữa. Vlog. Ủa, đèn mới đâu ánh sáng. Mà cuối cùng thì không được gì hết trơn. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nha. Lên đường quyền à. Đúng rồi. Lên đường quyền. Dạ. Xào quá lẹ vậy nè. Đúng quá. Mày xào. Mày xào dữ. Đứa nào xào mịn lắm gì mà. Mọi người ơi, bây giờ thì Na đang leo lên trên con đò để Na quay cái
cái con đò. Đây bây giờ nó sẽ leo lên nha mọi người ơi. Như bà gái ở bên tre, cô gái bên tre ngồi đái xe xe, đái của xe, đái xe xe từ sáng tới chiều. Như bà gái ở bên tre ngồi đái xe xe. Phương Phương. Giờ sao? Không ý là tròn dây tao. Em bảo cô chạy đi. Thầy chưa? Mày thấy chưa? Thầy cô nó quay xong cái nó coi mình như cứt như trời thấy đó. Cô quay lại khúc đó không vậy? Nào không có coi đâu. Quay phim diễn viên gì đó. Nó xong rồi nó bỏ luôn. Mọi người còn quay không? Ý là na nó chạy lên để nó lấy cái này nè, để nó kéo nó cứu ba người vô chứ. Thôi không còn gì chăn chối nữa. Ngồi đây đây, nhìn trời mây riêng mình ai lấy tiếng ai than thở lòng như bão, làn sương khói bao vây. Trái gió thân phận anh chẳng hề lo em hương sáng trời, mong ngày tới em vui bên tình nhân mới. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sóng xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu. Trời tự như ân tình trôi thế thôi, lòng không nói như sao mây trên tim đau nhói mím chặt môi. Là em nói là em quên như dấu cửa vào tim đen, nỗi buồn anh nếm đã từng vị đắng rồi say trong miên man, là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê. Bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó, sao em đi mãi mà không về. Nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng, cảnh đẹp cây đa bến bờ sông nước em đi còn ai để trải lòng. Em cười nói vui vậy hạnh phúc say đắm bên người ta, non lá đội nghiêng bao ngày anh đợi mặc cho bão táp đi mưa xa. Phố chia ly nhìn nhau rời đi, ta cũng không được.